Cách giúp tóc dài cực nhanh. Mình sử dụng dầu ô liu thì mình chỉ sử dụng 1/5 hoặc là 1/6 chén thôi, chứ mình không có sử dụng nhiều. Và cái mặt nạ phải mịn như vậy nè các bạn. Mình sẽ apply ở trên da đầu của mình, da đầu phía bên trái, bên phải, ở phía sau và trên đỉnh đầu, làm sao cho cái da đầu mình cảm thấy là mát. Và sau đó thì mình sẽ cuốn lại như vậy nè, và mình ủ trong vòng 1 tiếng cho tới 1 tiếng rưỡi. Còn bạn nào tóc yếu thì mình ủ chỉ có 30 phút cho tới 45 phút thôi ha. Khi mà mình gội 2 lần dầu gội và 1 lần dầu xả, sau đó thì mình có sử dụng thêm các sản phẩm dưỡng như là xịt dưỡng nè, kem dưỡng và serum dưỡng để cho tóc của mình mềm mượt và cân bằng độ ẩm sau khi mà mình sử dụng mặt nạ.